Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin người dùng xe VinFast nếu biết trước sẽ ngừng sản xuất thì đã không mua. Cộng đồng người dùng xe do VinFast sản xuất đang tỏ ra xôn xao và lo lắng trước tin hãng này sẽ ngừng sản xuất ô tô chạy xăng vào cuối năm 2022. Đây quả thực là tin rất xấu đối với họ, đặc biệt là những người vừa mới mua. Trong bài viết và phát biểu ra mắt các mẫu ô tô điện mới nhất tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra sáng ngày 6 tháng 1 tại Hoa Kỳ, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu cho biết công ty sẽ chính thức trở thành hãng xe điện 100% vào cuối năm 2022 và trở thành hãng xe tiên phong trên thế giới ngừng sản xuất xe xăng để chuyển hoàn toàn sang sản xuất các dòng xe thuần điện. Thông báo được đưa ra chỉ 3 năm kể từ khi chiếc xe chạy xăng đầu tiên được VinFast cho ra lò, một vòng đời được cho là rất ngắn trong ngành sản xuất xe ô tô. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast President có giá tới 4,6 tỷ đồng. Trong nhóm Facebook có hơn 50.000 thành viên của hãng, của những người sử dụng xe do VinFast sản xuất. Thông tin ngừng sản xuất xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đã được cho là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất với hai luồng ý kiến trái chiều. Một luồng ý kiến thì cho rằng họ cảm thấy bị lừa. Vì giờ đây, trước việc ngừng sản xuất xe, việc tìm kiếm phụ tùng thay thế khi xe gặp vấn đề sẽ là hết sức khó khăn và nan giải. Chị Ngân, một người dùng xe VinFast ở Lạng Sơn, gửi ý kiến của chị cho đài tiếng nói AFA qua ứng dụng nhắn tin trên mạng điện thoại di động, nói rằng: "Tôi cảm thấy khá lo lắng vì tôi mới mua xe được một năm mà giờ hãng bảo thông báo ngừng sản xuất. Thì không biết sau này xe cần sửa chữa thì sẽ như thế nào, phụ tùng thay thế khó tìm vì phụ tùng bên Vin hầu như đều nhập khẩu cả." Ô tô là cả một gia tài đối với phần đông người Việt Nam, không chỉ lo lắng về vấn đề phụ tùng thay thế, các chủ xe còn lo lắng rằng với thông báo mới này thì trong trường hợp họ muốn bán lại chiếc xe của hãng thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và ít có người muốn mua nữa vì nó đã trở thành một thứ lỗi thời, không thể tiếp tục dùng khi không có vật tư thay thế. Từ Bắc Ninh, một người sở hữu chiếc xe VinFast Fadi của hãng này cho biết quan điểm của anh khi được hỏi liệu thông tin trên có ảnh hưởng tới triển vọng bán xe hay không. Anh nói: "Tôi nghĩ là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đấy, bởi vì khi tất cả mọi thứ đã dừng hoạt động thì mọi thứ đó sẽ đều kéo theo. Thứ nhất là những người buôn xe cũ, người ta chắc chắn sẽ không dám nhập xe nữa. Cũng giống như là cái điện thoại VinSmart, lúc đó mà nó báo dừng sản xuất thì những cái điện thoại đấy đang 4 triệu nhưng bán 2 triệu mà không có người mua. Đấy trước là điện thoại, sau lại là ô tô." Đây là hình ảnh vào hồi tháng 5 năm 2021, Vingroup bất ngờ thông báo sẽ ngừng sản xuất điện thoại, di động và TV. Khi được hỏi liệu có mua xe xăng không nếu biết trước là họ sẽ dừng sản xuất, người này vừa nói vừa cười, chia sẻ: "Nếu mà biết trước là sẽ không sản xuất thì chắc chắn sẽ không mua đâu." Ở chiều ngược lại, nhiều người tỏ ra tin tưởng rằng công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ thực hiện đúng cam kết là phục vụ đến hết vòng đời sản phẩm. Anh Khá, một người đi xe của hãng này ở Tây Ninh, nói với đài tiếng nói AFA cho biết suy nghĩ của anh khi nghe tin hãng chỉ sản xuất xe điện như sau: "Cũng bình thường, nói chung là có chế độ bảo hành với hết vòng đời xe cơ mà, chứ có phải người ta bỏ luôn đâu. Thực ra hãng cũng thông báo rồi, thông báo là nó sẽ có phụ tùng, nói chung cũng không lo mấy", anh nói. Trong bài phỏng vấn đối với báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Chí Trung, Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam cho biết mọi cam kết với khách hàng sẽ được VinFast thực hiện đầy đủ. Với từng chiếc xe bán ra, chúng tôi cam kết phục vụ đến hết vòng đời sản phẩm. Còn trên trang Facebook cá nhân, kiến trúc sư Dương Chính Quốc Chính có bài bình luận như sau: "Hôm nay có sự kiện chấn động địa cầu, hãng xe VinFast ra mắt 5 mẫu xe điện ở Mỹ. Đồng thời, hãng này cũng tuyên bố luôn là sẽ ngừng sản xuất xe xăng. Họ không quên trấn an người dùng là vẫn chăm sóc đầy đủ hết đời xe và tuyên bố rằng việc này đã nằm trong kế hoạch ban đầu của họ." Mình thì nghĩ khác, Vin thì chắc chẳng bao giờ chịu nhận sai đâu, nhận ở chỗ kín thôi, ví dụ như hôm chém với Viettel, còn sai lầm đi với anh Vượng thì cũng là nằm trong kế hoạch. Đây là hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng
người giàu hàng đầu của Việt Nam với tài sản tới 8,2 tỷ đô la. Đại khái như điện thoại VinSmart hay chuỗi siêu thị mini VinMart, mình đều thấy là sai lầm của họ chứ chẳng phải trong kế hoạch gì cả. Đâm đầu vào sản xuất điện thoại tàu thì rõ là sai, nhưng việc bán đi VinSmart cũng chẳng đúng. Khi đợt dịch vừa rồi, siêu thị kiếm ăn rất tốt vì chợ đã bị dẹp. Còn việc dừng sản xuất xe xăng, mình cho là VinFast nhận thấy rằng không đủ nguồn lực để ôm cả hai loại một lúc. Buộc phải chọn một thì phải chọn sản phẩm có tương lai hơn mà thôi, nhất là khi các hãng xe nổi tiếng cũng chưa bung ra xe điện mấy, coi như chen chân để chiếm thị phần. VinFast biện bạch rằng xe xăng chẳng qua là để làm quen với thị trường. Thực ra làm quen thế mình cho là đi nhầm đường thì đúng hơn, vì để đưa ra được 4 mẫu xe ô tô, chiếc President chỉ vừa mới xuất hiện với giá xa xỉ là rất tốn kém về thiết kế, dây chuyền sản xuất, PE tức là quảng cáo, vân vân. Nhiều hãng xe Nhật rất ngại thay đổi mẫu mã, chủ yếu là để giảm chi phí cho việc thiết kế lại dây chuyền sản xuất và kiểu dáng. VinFast đã quá ư chê sang khi bỏ nguyên cả 4 mẫu xe chỉ để thăm dò thị trường, nhất là mẫu Fadi đang đứng đầu phân khúc xe đô thị hàng nhỏ. Với việc VinFast tuyên bố dừng sản xuất xe xăng thì người dùng xe xăng đảm bảo sững sờ. Cho dù VinFast có trấn an cỡ nào đi nữa thì tâm lý khách hàng cũng không an tâm khi mình đang sử dụng chiếc xe đã bị ngừng sản xuất. Hẳn mọi người còn nhớ sự cố xe VinFast liên tục bị gãy càng. Với một hãng xe mới thì sẽ khó tránh khỏi sự cố kỹ thuật kiểu như vậy. Nhưng nếu xe còn sản xuất thì hãng còn tối ưu hóa dần về thiết kế và sản xuất để khắc phục lỗi. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast Lux A đã bị gãy càng. Trước khi nó ngừng sản xuất thì ai hơi đâu mà quan tâm đến việc khắc phục lỗi nữa. Họ sản xuất đủ linh kiện thay thế cho cái đã là may mắn lắm rồi. Có lẽ đây cũng là dòng xe chết yểu nhất trên thế giới chẳng. Nhất là con chủ tịch, tức là President, mới gặp 2-3 lần ngoài đường, nay đã thành xe thiên cổ rồi sao? Hóng anh em dư luận viên của VinFast định hướng vụ này xem như thế nào. Như vậy là Vin đã dồn vốn liếng vào canh bạc tất tay là xe điện. Việc VinFast chém là tập trung vào thị trường Mỹ, mình cho là để khuếch trương thanh thế, để chăn gà Việt Nam mà thôi. Vì dân Mỹ vốn không quan tâm lắm đến việc tiết kiệm năng lượng và xả thải. Họ cần một chiếc xe mạnh mẽ mà thôi, do xăng cũng rẻ mà Mỹ vốn là cường quốc ô tô, nhất là có xe Tesla đỉnh đám. Nên việc VinFast bán chạy được ở thị trường Mỹ là chuyện trong mơ. Cứ nhìn dân Mỹ dùng điện thoại là thấy họ thích iPhone hơn các loại điện thoại chạy Android. Vì điện thoại Android nói chung không phải là hàng Mỹ, dù hệ điều hành do Google chế ra. Ô tô điện là một sản phẩm công nghệ nữa, nên VinFast khó mà đấu với Tesla cho được. Mình nghĩ cửa sáng cho VinFast vẫn là bài quen thuộc là kiếm giải thưởng quốc tế để bán ở Việt Nam như cách thông lệ họ vẫn làm và đánh vào tinh thần dân tộc của người Việt. Bài thứ hai mới hơn, mình đoán là họ có thể lobby chính sách để cung cấp xe công lấy lý do là bảo vệ môi trường. Đó là điều mà xe xăng không làm được, chấp nhận bán xe công giá rẻ chút để lấy thị phần một mình một chợ. Khi các hãng xe truyền thống chưa kịp tung ra xe điện, mình nghĩ là họ cũng sẽ ra nhanh thôi vì có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính. Và tập trung vào xe điện là đúng, là có lợi thế tiên phong nhưng lại cũng rủi ro ở chỗ tiên phong đó. Đây là hình ảnh MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bên chiếc xe VinFast trong triển lãm ô tô ở Los Angeles. Vì xe ô tô là một sản phẩm liên quan đến tính mạng con người, chứ không đơn thuần là công nghệ như cái điện thoại hay TV. TV của VinFast sao không thấy bán? Điều này cũng nhiều người đặt câu hỏi. Người dùng sẽ rất cân nhắc thăm dò để quyết định xuống tiền, trừ anh em, dư luận viên. Biết đâu mua được 2 năm, VinFast lại tuyên bố ngừng sản xuất thì tội tòi. Một sản phẩm liên quan đến tính mạng nhưng lại lớn nhanh như thanh gióng cũng là điều đáng phải thận trọng khi quyết định mua. Cũng có nhiều anh em mua cái điện thoại về để trải nghiệm chơi chơi, 3 tháng chán là bán, nhưng mua ô tô về trải nghiệm chắc phải cỡ cường đô la. Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn luôn ủng hộ Vin bẻ lái từ bất động sản sang ô tô và công nghệ, bởi đó là cách giảm tỷ lệ thân hữu trong sản phẩm mà có thể thu được ngoại tệ về, chứ không phải chỉ chăn gà loanh quanh ở Việt Nam. Dù với góc nhìn, dò xét với VinFast, nhưng mình vẫn mong VinFast thành công được với canh bạc này. Bởi mà Vin mà thua bạc,
là kinh tế Việt Nam cũng xuống hố, chứ chả như công ty Evergrande bên Trung Quốc phá sản đâu. Các ngân hàng chủ nợ của Vin giờ chắc cũng hồi hộp, phải khấn ông bà, bác phù hộ, độ trì cho anh Vượng. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính đã nêu nhận định của mình như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn xem bản tin tướng quân đội Thành phố Hồ Chí Minh không ban bố tình trạng khẩn cấp vì sợ thế lực thù địch xuyên tạc. Một tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam mới đây cũng thừa nhận rằng trên thực tế, thời kỳ cao điểm của dịch bệnh COVID-19 thì chính quyền của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam áp dụng các biện pháp còn cao hơn cả tình trạng khẩn cấp, nhưng đã không ban bố tình trạng này vì sợ bị chỉ trích. Hôm 4 tháng 1 năm 2022, Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với tiêu đề Nhìn lại năm 2021, những chuyển hướng chiến lược. Buổi tọa đàm có sự tham dự của quan chức các bộ trong chính phủ, đại diện quân đội và các chuyên gia. Điểm đáng chú ý là trong buổi tọa đàm này là việc Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp thừa nhận rằng nếu ban bố tình trạng khẩn cấp thì các thế lực thù địch sẽ lợi dụng xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đây là hình ảnh Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó trưởng ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đã lý giải vì sao Việt Nam không ban bố tình trạng khẩn cấp mà điều động lực lượng chưa có tiền lệ là cả y tế, quân đội và công an vào Nam để chống dịch trong bối cảnh đợt bùng phát lần thứ tư của dịch COVID-19 đã biến hết sức phức tạp. Ngoài ra, vị tướng này còn lý giải rằng việc đưa một lực lượng quân đội lớn nhất vào Nam kể từ sau chiến tranh để chống dịch mà không ban bố tình trạng khẩn cấp là còn vì sợ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm của người dân và tác động xấu đến dư luận, khu vực và quốc tế. Phản ứng trước thông tin trên, một luật sư giấu tên vì lý do an toàn đã cho đài tiếng nói AFA tại Mỹ biết quan điểm của ông như sau. Cái phát biểu của vị tướng này thể hiện cái bản chất của nhà nước Việt Nam, đó là họ không tôn trọng pháp luật. Bởi vì họ đã áp dụng những biện pháp trong pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các biện pháp trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để hạn chế quyền con người, quyền công dân. Tuy nhiên, họ đã sẵn sàng loại bỏ đi những cái quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật. Chỉ vì một cái lý do chính trị là họ sợ những thế lực phản động hoặc họ sợ mang điều tiếng xấu. Họ đang thể hiện mình là một nhà nước chuyên quyền, muốn làm gì thì làm mà không bị chế tài bởi pháp luật. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, người dẫn chương trình của buổi tọa đàm, thì cho rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp hạn chế quyền con người, hạn chế đi lại theo pháp lệnh thì sẽ vi hiến và dẫn đến bế tắc về mặt pháp lý. Trên thực tế, việc sử dụng các chỉ thị của Thủ tướng để giới hạn quyền công dân, làm gián đoạn hoạt động kinh tế, xã hội, thậm chí là trừng phạt người dân và dập tắt các tiếng nói bất đồng đã bị giới luật gia chỉ trích gay gắt vì cho rằng làm như vậy là vi phạm hiến pháp. Đây là hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh bị nhồi nhét và nhốt bởi hàng rào chắn COVID và buộc phải chui và leo rào vì nhu cầu thực phẩm thiết yếu, vì nếu bên trong thì có thể không có gì mà ăn. Ngoài việc thiếu tính pháp lý, trong buổi tọa đàm được thực hiện bởi cơ quan truyền thông của chính phủ, nhân vật thứ hai của Bộ Tổng tham mưu cũng thừa nhận rằng việc áp dụng các chỉ thị còn khiến các địa phương không có cơ sở để huy động đủ nguồn lực cho việc chống dịch. Tuy nhiên, bất chấp các bất cập trên, chính phủ Việt Nam vẫn bảo thủ với quyết định và quyết chính sách của mình, và bản thân ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng ý thức được vấn đề. Đồng quan điểm với vị luật sư nhân quyền, nhà quan sát và bình luận chính trị Nguyễn Tiến Trung đã gửi cho đài FA bình luận của ông qua ứng dụng nhắn tin từ Sài Gòn như sau. Cá nhân tôi cho rằng tướng Ngô Minh Tiến sợ các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc khi chính phủ muốn ban bố tình trạng khẩn cấp, nói lên rất nhiều điều về tư duy của giới lãnh đạo. Thứ nhất là họ có thể đứng trên pháp luật, không cần tới pháp luật, dù luật pháp đó do chính họ đề ra và họ luôn hô hào toàn dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Khi muốn không áp dụng pháp luật thì họ có thể giải thích về sức, về cảm tính, mơ hồ và dùng chỉ thị, tức là quyền lực của kẻ có công cụ bạo lực để thay thế cho pháp luật. Thứ hai là qua tiết lộ của tướng Tiến, thế lực thù địch nào đó rõ ràng có sức ảnh hưởng rất lớn tới người dân Việt Nam.
đến mức mà một đảng cầm quyền, nắm quân đội, công an trong tay mà không dám làm theo pháp luật nữa. Đây hình ảnh báo Việt Nam đưa tin một người đàn ông ở Cà Mau bị cưỡng chế vì không chịu xét nghiệm, ảnh bên trái. Còn ảnh bên phải là Bình Dương, một phụ nữ đã bị phá cửa khiêng đi để cưỡng chế xét nghiệm. Cả hai người mà Đài Tiếng Nói AFA phỏng vấn đều nhận định rằng việc chính quyền hành động bất chấp hiến pháp và pháp luật sẽ gây ra những hệ lụy cho xã hội lẫn đảng Cộng sản cầm quyền. Cũng theo vị luật sư ẩn danh thì chính quyền đã phá vỡ đi những quy tắc và quy định do họ tự đề ra. Điều đó dẫn tới mỗi địa phương đưa ra quy định khác nhau về chính phủ, dường như bất lực. Bây giờ mỗi địa phương họ phân mảnh quyền lực ra, mỗi địa phương gần như là một pháo đài hoặc vương quốc và của chính quyền trung ương không có biện pháp nào để hạn chế những cái sự vi phạm pháp luật của chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh. Chính vì vậy mà pháp luật không được tôn trọng, người dân không biết phải tuân thủ ra sao, do vậy gây ra những bất ổn lớn trong xã hội. Còn ông Nguyễn Tấn Trung thì cho rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽ khiến người dân ngày càng mất đi niềm tin vào luật pháp xã hội chủ nghĩa. Hệ quả là dân chúng sẽ chọn cách giải quyết mâu thuẫn theo ý cá nhân chứ không phải theo pháp luật nữa. Và như vậy thì sẽ là dẫn đến biến loạn xã hội. Cũng hôm 12 tháng 10 năm ngoái, ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận là trên thực tế thành phố đã áp dụng tình trạng khẩn cấp nhưng không ban bố. Đặc biệt lúc đỉnh điểm của dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh chưa có vaccine nên việc tập trung xây dựng bệnh viện dã chiến, ai khỏe thì vượt qua, ai bệnh thì nằm viện. Cái đó tạo ra căng thẳng cực lớn, phải ngăn chặn nguồn lây, giữ F0 lại, nhưng giữ không biết làm gì. Tờ báo Sinh cũng thuật lại lời của ông Nên như vậy. Đây là hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng lực lượng quân đội đi mua lương thực, thực phẩm hộ người dân trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh. Giới quan sát nhận thấy có một số tiết lộ đáng chú ý, có thể là lần đầu tiên được công khai với dân chúng thông qua truyền thông của nhà nước. Tại buổi làm việc vào chiều ngày 12 tháng 10 với đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng hồi tháng 5 khi phát hiện 2 ca dương tính tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì dịch đã ung dung di căn ở chỗ khác từ lâu. Nhắc lại vào ngày 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tối 26 tháng 5 đã ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây vốn là hai vợ chồng sống tại phường Thạch Lộc, quận 12, sinh hoạt chung tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp cùng với các ca nghi nhiễm tại huyện Hóc Môn đã công bố trước đó. Đến sáng ngày 27 tháng 5 đã có kết quả xét nghiệm khẳng định 3 trường hợp này dương tính. Sang chiều ngày 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Sau khi truy nguồn gốc ca nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo, lãnh đạo thành phố đã nhanh chóng dùng chỉ thị 15 để kìm lại một số hoạt động và áp dụng chỉ thị 16 ở một số địa bàn, trung tâm, trọng điểm. Theo lời ông Nguyễn Văn Nên, được tờ báo Tuổi Trẻ trích dẫn. Và thông tin cũng cho thấy xét nghiệm PCE đã tê liệt. Thời gian đó, thành phố đã dùng xét nghiệm PCE nhưng năng lực không đủ. Đây là hình ảnh sau khi chính sách chống Covid lại nới lỏng, hàng triệu người dân bỏ trốn khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những bà mẹ sinh con còn đỏ hòn đi xe máy hàng ngàn km để về quê. Đầu tiên là lấy 40.000 mẫu, nhưng đơn vị trả kết quả năng lực chỉ có 10.000 nên phải chờ đợi. Mà sự chờ đợi đó qua 24 giờ, 48 giờ, có lúc kẹt máy thì 7 ngày mới trả kết quả, đâu còn giá trị. Vũ khí chiến đấu không phù hợp dù làm rất tích cực mà cũng không cho biết, tức là ý nhân chủng Delta lây kiểu gì do không có cảnh báo nào rõ ràng hết, ông Nên tiết lộ. Ông Nên cũng cho hay, dù lúc đó thành phố có những lúc đưa ra chỉ tiêu xét nghiệm 500.000 ca mẫu mỗi ngày, huy động hết lực lượng nhưng trả kết quả chỉ vài chục ngàn mẫu, quyết định giãn cách để xét nghiệm, phát hiện ca nhiễm ngăn chặn kịp thời, nhưng lúc đó vũ khí chiến đấu không phù hợp. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Nên cho biết lúc đó nhìn lại lực lượng, vũ khí của thành phố không đủ để đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, nên lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp. Ông Nguyễn Văn Nên tiết lộ sau đó quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố là tình trạng khẩn cấp. Theo đó, đưa lực lượng quân đội, công an tăng cường vào Thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch. Nhìn lại lực lượng, vũ khí, năng lực Thành phố Hồ Chí Minh thấy không thể nên đề nghị Đảng,
nhà nước và Bộ Chính trị Quốc hội cho phép áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp và sau cùng quyết định sử dụng các biện pháp khẩn cấp đã được đưa ra. Và cứ như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tìm một cách giấu giếm người dân, không dám công bố tình trạng khẩn cấp thực sự vì sợ các thế lực thù địch